Xin chào mừng các bạn anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Long Âm Thanh Số. Chúng em ngày hôm nay, chúng em sẽ giới thiệu các bạn em một mẫu loa siêu trầm. Trong thời gian vừa qua thì rất là nhiều anh em yêu mến những dòng loa trầm này, mặc dù em mới chỉ live stream thôi chứ chưa giới thiệu trực chính thức, nhưng mà đã được nhận được rất là nhiều những sự ủng hộ và những đơn đặt hàng của các bạn anh em. Giới thiệu các bạn anh em, đây là mẫu loa mang thương hiệu WeWork của Mỹ, sử dụng là Bass 40, một thương hiệu của Mỹ được sản xuất tại nhà máy WeWork ở tại Đài Loan và xuất đi rất là nhiều nước trên thế giới. Thì cái dòng này thì nó sử dụng là Bass 40 như em đã giới thiệu đây. Bass 40 rất là gấu các nhé, gân cao su này, màng thì được tẩm một lớp dầu này, nón thì rất là lớn. Phía trước thì có một cái cam bằng sắt rất là chắc chắn các nhé. Có hết những dòng loa mà chuyên nghiệp, chỗ nào có thể chơi đánh ngoài trời này, đánh ở sân vườn, đánh trên nhà hoặc đánh không gian rộng ấy. Và dòng loa chuyên nghiệp thì thường nó sẽ có cam sắt như này. Đấy. Và cái logo ở dưới là logo WeWork bằng kim loại luôn, dập rất là sắc nét, professional audio, tức là dòng loa chuyên nghiệp. Ở phía dưới thì có ba cái lỗ khá là lớn, vì cái thể tích thùng lớn cộng với cái áp suất trong thùng rất là mạnh, nên phải ba lỗ thông hơi thì mới đủ để cái áp suất trong thùng nó được giải thoát ra ngoài, cũng như là được cái loa trầm nó được cộng hưởng mạnh hơn. Bên trên này thì có một cái lỗ để chúng ta cắm cọc, để chúng ta đặt những loa full ở trên này cũng được. Và bên cạnh thì có hai cái tay móc, các anh em móc tay vào đây để khiêng. Thiết kế khá là tinh tế đúng không ạ? Với kích thước cũng rất là nhỏ gọn các bác nhé. Chiều sâu là 46 cm, chiều rộng là 47, chiều sâu 46, chiều rộng 47 và chiều cao là 57 cm, và cân nặng khoảng tầm 35 kg. Nó khá là nặng trong một quả trầm Bass 40 như này. Và điều đặc biệt khi anh em vận chuyển thì các bác em lưu ý là nên nhờ anh em bạn bè người thân chúng ta cứ khiêng, chứ đừng tránh một mình là chúng ta cậy sức thì chúng ta khiêng là dễ bị sụt lưng lắm các bác nhé. Quay trở lại phía sau, xin phép được giới thiệu sơ qua với anh em cái ngoại hình nhé. Thì cái này nó sử dụng sơn sần nhé, sơn sần, và cái hàng sần rất là to, rất là chắc chắn, và các cái góc thì được bo tròn khá là đẹp, gọn gàng đúng không ạ? Có cái thiết kế rất là gầm gừ, hầm hố, anh em có thể nhìn từ xa đó, quay từ trên xuống dưới thì rất là đẹp và gầm gừ. Đấy, dòng súp này nó thiên về cái hướng bạo lực, nó đánh rất là chắc, rất là sâu các bạn nhé, đánh rất là sâu, và nó điều trị được rất là nhiều các dòng loa. Ở trong gia đình anh em có thể đánh với loa Bass 30, sân vườn hiên nhà ghép với loa Bass 40, hoặc là những hoàn loa có cái loa full 25 hoặc 30 đôi kiểu như là như này đều có thể điều trị được hết tới tận Bass 40 các bạn nhé. Đây có một cái logo, có cái tem WeWork chính hãng này nữa, hàng nhập khẩu nguyên thùng nguyên kiện. Quay về phía sau, em sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn anh em một vài cái thông số kỹ thuật. Trung bình con này thì hoạt động ở công suất là 700W và maximum nó lên tới 1000W. Model là S1500 các bạn nhé, thương hiệu WeWork. Và đây thì có tương tự như vậy, cũng có rất là nhiều các cái kết nối, ví dụ là đây là lưới tản nhiệt này, rồi công tắc này, đèn báo này. Từ đây có cái đường tín hiệu vào là Canon các bạn nhé, tín hiệu vào Canon để chúng ta có thể lấy tín hiệu từ vang, từ nâng tiếng, từ vang số chẳng hạn, vân vân. Đây là ta tăng giảm âm lượng này, và cắt tần số này, công tắc đảo pha này. Hai đường là hai level input, chúng ta lấy tín hiệu từ cục đẩy hoặc là từ vang đưa vào đây, hoặc là qua đường hoa sen, hai cái đường ở phía dưới đây các bạn nhé. Và riêng một cái bản tản nhiệt này nó sẽ bị thụt ở phía sau, và khi mà vận chuyển nó sẽ không bị hiện tượng va đập, nó làm méo cái lưới tản nhiệt như những dòng mà nó thiết kế lồi ở ngoài. Đấy, một cái thiết kế khá là tinh tế của nhà sản xuất đúng không ạ, và nó rất là gọn gàng, vuông vức. Và ngay sau đây thì mời các bác anh em cùng đeo tai nghe, chúng ta thưởng thức cái chất âm của cái loa trầm WeWork Model S1500 này, có bản DJ Remix, xin mời. Anh lướt qua trong khoảnh khắc, nhưng đủ lâu để anh khiến em nhớ mặt. Còn cái đầu yêu bằng mắt sao?
cảm nhận được cái chất âm của cái quả trầm này rồi đúng không ạ? Và hiện tại cái giá của nó thì là 5.500.000 đồng thôi các nhé. Chỉ 5.500.000 đồng cho một quả súp bát 40 nhập khẩu chính hãng như này, bát cực kỳ uy lực. Và các bác anh em có thể chơi thoải mái trong không gian gia đình từ 40-50 thậm chí 60-70 m2, ghép với loa full 30, loa full 40 đều rất là phù hợp các bác nhé. Và mọi nhu cầu về những chiếc loa súp như này, hoặc là loa full, loa karaoke, loa trầm, loa cục đẩy vang vân, tất cả các thiết bị về karaoke thì các bác anh em vui lòng gọi điện trực tiếp theo hai số điện thoại hotline của chúng em ở trên màn hình đây, 0975386726 hoặc 0963866622. Địa chỉ của chúng em tại 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Và bọn em ship hàng toàn quốc. Và một lần nữa rất là cảm ơn các bác anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Trồng Hoàng Long. Xin chào và hẹn gặp lại các bác anh em ở những video clip tiếp theo.